Tấn Ngà, Phương Nguyên xin kính chào quý khán giả của chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin nổi bật sau. Trà Vinh ghi nhận thêm 8 ca nhiễm Covid-19. Thông tin mới phụ trưởng phòng cảnh sát giao thông thuê xe chở cây trong thời gian giãn cách xã hội ở Trà Vinh. Cà Mau thanh niên làm lây lan dịch bệnh lãnh 5 năm tù Đột kích cơ sở massage thu giữ hơn 1,3 kg ma túy và một khẩu súng ngắn Chiệt xóa băng nhóm trộm cắp tài sản trong mùa dịch Quý vị, theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR sáng nay cho thấy Trà Vinh ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Châu Thành có 5 ca, huyện Cầu Kè ghi nhận 2 ca và thành phố Trà Vinh có 1 ca. Như vậy, tính đến sáng nay, Trà Vinh đã có 1.438 bệnh nhân COVID-19, có 866 trường hợp được điều trị khỏi, 17 ca tử vong. Hiện toàn tỉnh đang cách ly tập trung 877 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi cư trú 2.110 trường hợp. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hôm qua Đại tá Vũ Hoài Bắc, giám đốc công an tỉnh trà vinh cho biết đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với thượng tá nguyễn văn tùng trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh do có liên quan đến việc thuê chở cây trong thời gian giãn cách xã hội Trước đó, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm theo 3 video clip có nội dung liên quan đến một cán bộ công an thỏa thuận với nhà xe chở cây về nhà trong thời gian giãn cách xã hội. Giám đốc công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh là người thỏa thuận với nhà xe chở cây được nêu trong đoạn video clip. Thượng tá Nguyễn Văn Tùng có thỏa thuận với đơn vị vận chuyển chở cây về nhà trồng khi hết giãn cách xã hội. Tuy nhiên, phía đơn vị vận chuyển tận dụng xe trống và sẵn chuyến đi ngang nơi để cây nên tự ý vận chuyển cây mà không báo trước thượng tá nguyễn văn tùng không biết vụ việc tự ý vận chuyển cây vào thời điểm này vụ việc đã gây dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân thượng tá nguyễn văn tùng công an tỉnh trà dinh đã nghiêm túc kiểm điểm thượng tá nguyễn văn tùng công an huyện châu thành đã ra quyết định xử phạt đối với người điều khiển phương tiện với các lỗi điều khiển xe ô tô đi vào khu vực cấm đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền Thưa quý vị, ngay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trường Đại học Trà Vinh đã triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng. Các hoạt động này góp phần lan tỏa và phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái, giúp sinh viên, giảng viên, người lao động đang công tác tại trường nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng xã hội, chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Điển hình là công tác hỗ trợ cho chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Nhà trường đã huy động gần 80 viên chức, sinh viên khoa y dược trực tiếp tham gia khám sàng lọc trước khi tiêm, tiêm ngừa và thực hiện nhiều công tác hậu cần khác. Đồng thời, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh cũng đã kịp thời chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc điều trị, các dụng cụ và thiết bị máy móc y tế cấp cứu tại chỗ, cũng như nhân sự cấp cứu túc trực để xử lý các phản ứng sau khi tiêm ngừa vaccine. Thì em cũng sợ là mình cũng bị nhiễm nhưng mà uh em suy nghĩ là mình nên về bỏ một chút xíu <laughs> sức uh, của mình để mà giúp uh, cho cộng đồng để lùi dịch bệnh. Song song với các hoạt động trên, sinh viên trường Đại học Trà Vinh cũng tích cực hỗ trợ các chốt kiểm dịch, giúp kiểm soát người và các phương tiện qua lại chốt, hướng dẫn người dân khai báo y tế trung thực và đầy đủ, tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện đúng theo thông điệp 5K của Bộ Y tế trong cái mùa dịch này á thì khi mà em tham gia các hoạt động như vậy á thì sẽ hiểu giúp em hiểu rõ hơn về cái công tác phòng chống dịch bệnh để mà em có thể chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mình tốt hơn. Có thể thấy các hoạt động trên của trường Đại học Trà Vinh đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc và thể hiện tinh thần trách nhiệm của nhà trường đối với cộng đồng xã hội, tiếp thêm sức mạnh để tỉnh nhà sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số trang nhóm sử dụng tên logo Hà Nội đăng tải thông tin không chính thống của chính quyền thành phố, gây hoang mang dư luận. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đang xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp này. Cụ thể, hiện nay trên mạng xã hội có nhiều trang nhóm có sử dụng tên Hà Nội, Hà Nội News, thậm chí sử dụng hình ảnh khuê văn cát tẹp văn miếu quốc tử giám, biểu tượng thủ đô Hà Nội đã được quy định tại luật thủ đô các trang trên đăng tải chia sẻ nhiều thông tin không chính thống, thiếu chính xác về hoạt động của thành phố Hà Nội, đặc biệt trong thời gian tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Việc đăng tải các thông tin không chính xác gây quan mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Trước thông tin một cô gái ở thành phố Cần Thơ được tiêm vaccine Pfizer là nhờ xin ông Anh, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết vừa xác minh sự việc và đã có thông tin ban đầu. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cho biết, qua xác minh, cô gái tiêm vaccine mũi 1 vào ngày 11 tháng 8, mũi 2 vào ngày 6 tháng 9 tại đơn vị tiêm Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều. Trường hợp này không phải được tiêm do nhờ người quen mà cô là em bạn gì ở sát nhà của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú. Do đồng chí này trong lực lượng tuyến đầu đi truy vết tiếp xúc trực tiếp với F0, F1. Vì vậy, quận có chủ trương ưu tiên tiêm cho người nhà của các đối tượng trực tiếp làm công tác truy vết trong cộng đồng để họ yên tâm làm nhiệm vụ và cô gái này cũng có tên trong danh sách tiêm. Tiếp theo trong phần sau. Cà Mau, thanh niên làm lây lan dịch bệnh lãnh 5 năm tù. Đột kích cơ sở massage thu giữ hơn 1,3 kg ma túy và một khẩu súng ngắn. Thưa quý vị, sáng nay, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, qua quan sát mô hình dự báo của Nhật Bản cho thấy có hai cơn bão đang hoạt động tại Philippines và ngoài khơi nước này. Trong đó, cơn bão đang hoạt động tại miền Trung Philippines có tên quốc tế Conson sẽ vào Biển Đông và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi ngang qua quần đảo Hoàng Sa trong 2 ngày tới. Sau đó, cơn bão này tiếp tục di chuyển vào đất liền nước ta dự báo bão đi vào khu vực đảo Cồn Cỏ và đổ bộ vào Quảng Trị, Huế trong 3 đến 4 ngày tới. Tuy nhiên, diễn biến bão phức tạp, ngư dân cần chú ý theo dõi chặt các bản tin dự báo. Bà Lan cho biết tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực này nên di chuyển về phía nam, trú ở vùng biển Nha Trang, Cam Ranh thì sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, cơn bão còn lại có tên quốc tế Tranh Thu trong 4 đến 5 ngày nữa sẽ vào Đài Loan, không đi vào biển Đông, nhưng khiến gió mùa Tây Nam mạnh lên, gây mưa cho vùng biển và đất liền nước ta. Chuyển sang thông tin pháp luật đáng chú ý, hôm qua Tòa án Nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trí, sinh năm 1993, ngụ xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, 5 năm tù, về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Trong quá trình cách ly, Trí không thực hiện đúng quy định dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho 19 người, trong đó một người tử vong. Theo cáo trạng, ngày 2 tháng 7, Lê Văn Trí, 28 tuổi, đi từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà tại thành phố Cà Mau. Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại tuyến Quảng Lộ Phụng Hiệp, Trí ghé khai báo y tế và được lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn về địa phương, tiếp tục khai báo để được hướng dẫn cách ly tại nhà. Tuy nhiên, khi vừa qua khỏi chốt kiểm soát, Trí đã ghé vào trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau, nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi được hỏi một số thông tin khai báo y tế như trong những ngày qua có đi đến hoặc từ ngoài tỉnh về không, thì Trí trả lời không. Về đến nhà, Trí cũng không đi khai báo y tế ngay. Trong quá trình thực hiện yêu cầu cách ly tại nhà, Trí cũng không tuân thủ đúng quy định dẫn đến làm lây nhiễm dịch bệnh cho 19 người, trong đó có một trường hợp đã tử vong. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước đột kích một cơ sở massage và thu giữ hơn 1,3 kg ma túy. Ngoài ra, khi kiểm tra cơ sở massage trên, cơ quan chức năng còn phát hiện người phụ nữ tàn trữ một cây súng rulo và nhiều xe máy các loại. Trước đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc hai đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước đã đột kích vào cơ sở massage có địa chỉ tổ 1, thôn Phú Cường, xã Phú Riền, huyện Phú Riền. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Yến, 42 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tạm trú huyện Phú Riền, cùng số ma túy có trọng lượng 1,377 kg các loại. Khám xét nơi ở của Yến, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn dạng rulo với 6 viên đạn, 5 xe máy các loại. Bước đầu, Nguyễn Thị Kim Yến khai nhận đã mua ma túy để bán lại, hưởng tiền trên lệnh. Thưa quý vị, cá lăng là đặc sản của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ. Với vị ngon đặc trưng, loài cá này được dùng để cung tiến cho các vua chúa ngày xưa. Hiện tại giá cá lăng nuôi chỉ còn 57-58.000 đồng 1kg. Đây là mức giá thấp chưa từng thấy với loài cá đặc sản này. Cá lăng có 3 loại. Cá lăng nuôi đỏ giá khoảng 270-500.000 đồng một kg Cá lăng vàng có giá từ 300-400.000 đồng một kg Cá lăng chấm có giá khoảng 120.000 đồng một kg cá lăng nuôi lòng bè trên sông thường có giá rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây do dịch bệnh bùng phát mạnh, nhiều tỉnh thành phố áp dụng giãn cách xã hội khiến nhu cầu thủy sản giảm mạnh kéo theo giá bán các loại đặc sản này cũng lao dốc bởi không xuất bán đi đâu được do các nhà hàng quán ăn đều phải đóng cửa. Hiện giá cá lăng chỉ còn 60.000 đồng một ký. Tại chợ mạng, giá cá lăng dao động từ 85.000 đồng đến 115.000 đồng một ký tùy địa chỉ bán, có trọng lượng từ hơn 3 đến 4 ký một con tươi sống. Nếu khách cần làm sạch chia thành các khúc nhỏ để về chế biến luôn thì mất thêm 20.000 đồng tiền phí. Có thể thấy với các mức giá này, người nuôi đang lỗ hàng chục triệu đồng. Trong phần sau của chương trình sẽ có. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ai ở đâu ở yên đó đến hết ngày 15 tháng 9. 6 tỉnh miền Tây nới lỏng giãn cách xã hội. Thưa quý vị, từ nay đến ngày 15 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đã tiến hành từ ngày 23 tháng 8 đến nay là tiếp tục giãn cách, ai ở đâu ở yên đó. Tuy nhiên có hai điều chỉnh: hệ thống siêu thị, chuỗi cung ứng được mở đến xã, phường, thị trấn và người dân ở vùng xanh được đi chợ mỗi tuần một lần, khuyến khích người đi chợ đã tiêm vaccine ở vùng đó shipper sẽ đi chợ thay cho người dân. Theo ông Phan Nhân Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến ngày 15 tháng 9, thành phố sẽ cho các dùng xanh thí điểm mở một số dịch vụ bán mang về. Sau ngày 15 tháng 9, nếu tình hình chuyển biến tốt, thành phố sẽ mở một số hoạt động ở địa bàn an toàn. Các dịch vụ dự kiến hoạt động là thương mại điện tử, logistics, sản xuất thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, cửa hàng xăng dầu, gas, công trường xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng. Những ngành nghề nào hoạt động an toàn, quản lý tốt sẽ được ưu tiên. Khi nào thành phố sẽ nới lỏng giãn cách, ông Mãi cho biết việc này dựa trên nguyên tắc an toàn đến đâu mở đến đó. Do đó, thời gian tới, thành phố sẽ dựa vào tình hình thực tế để mở từng bước, đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân và ổn định tình hình kinh tế xã hội. Với gần 1.000 ca nhiễm mỗi ngày liên tiếp trong những ngày qua, Đồng Nai đã vượt 30.000 ca mắc COVID-19. Địa phương này đang xin thêm nhân lực tiêm vaccine để đảm bảo tiến độ đến 15 tháng 9, đạt trên 1 triệu mũi tiêm. Để đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới, Đồng Nai dự kiến sẽ cho người dân ra đường nhưng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine. Dự kiến đến ngày 15 tháng 9, Đồng Nai áp dụng chủ trương công dân vaccine. Theo đó, những ai đã tiêm ít nhất một mũi vaccine mới được ra cộng đồng. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai vào hôm qua, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, đánh giá hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine của tỉnh Đồng Nai còn thấp so với nhiều tỉnh thành. Do đó, trong 10 ngày tới, ngành y tế cần quy động lực lượng nâng cao năng lực để tiêm một triệu liều nhằm tăng độ bao phủ vaccine trong cộng đồng quyết tâm đến 15 tháng 9 tất cả người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi. Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Đồng Nai đề xuất xây dựng kế hoạch đưa các hoạt động kinh tế xã hội hoạt động trở lại từ ngày 15 tháng 9 nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch và dựa vào miễn dịch từ tiêm vaccine. Thưa quý vị, từ hôm nay, các tỉnh miền Tây gồm Long An, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu và Cà Mau đã nới lỏng giãn cách xã hội khi hạ xuống chỉ thị 15 ở các địa phương vùng xanh hoặc toàn tỉnh. Tại Long An, sau 50 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, từ hôm nay 8 địa phương vùng xanh hạ xuống áp dụng chỉ thị 15, 7 quyện và thành phố còn lại tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 đến ngày 13 tháng 9. Tương tự, Kiên Giang cũng hạ mức giãn cách xã hội xuống chỉ thị 15 đối với 8 địa phương bảy quyện thành phố còn lại tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 đến ngày 13 tháng 9. Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau cũng cho áp dụng chỉ thị 15 trên toàn tỉnh bắt đầu từ hôm nay và ngày mai. Riêng phường 1, 2, 3, 5, 7 và 8 của thành phố Bạc Liêu, các xã phường thị trấn thuộc dùng cam, dùng đỏ ở An Giang tiếp tục thực hiện theo chỉ thị 16. Hôm qua, Vĩnh Long đã nới lỏng giãn cách xã hội trên toàn tỉnh từ chỉ thị 16 xuống mức cao hơn chỉ thị 15. Đến nay, trong đợt dịch thứ tư, 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận 60.386 ca nhiễm, chiếm 11,3% số ca cả nước, 532.491 ca. Các địa phương miền Tây cùng với 6 tỉnh thành Đông Nam Bộ đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 19 tháng 7, trừ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã thực hiện trước đó. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 9 tới, tỉnh Bạc Liêu dự kiến sẽ đón 257 công dân đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm đối tượng đặc biệt chưa có điều kiện trở về địa phương. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành văn bản về việc phối hợp hỗ trợ đón công dân tỉnh Bạc Liêu về địa phương. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên địa phương tạm dừng việc này thời gian tập trung đón một lần vào ngày 11 tháng 9 năm 2021 với 13 xe điểm tập kết công dân và phương tiện vận chuyển tại bến xe miền tây phương tiện vận chuyển do một doanh nghiệp vận tải tài trợ theo đó để thuận lợi trong quá trình đón công dân của tỉnh từ dùng dịch về địa phương Bạc Liêu mong muốn Quỹ ban nhân dân các tỉnh, thành phố hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi khi đoàn công tác đón công dân qua địa phận các chốt kiểm dịch, hỗ trợ đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình di chuyển. Tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị Quỹ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cho đoàn xe đón người trên đường về được ghé tại điểm dừng chân Phúc Lộc của công ty cổ phần xe khách Phương Trang tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè. Thưa quý vị, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dù phải căng mình chống dịch nhưng lực lượng công an ở nhiều địa phương vẫn quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, triệt phá nhiều thủ đoạn phạm tội, đặc biệt là hành vi trộm cắp tài sản. Công an tỉnh Đồng Tháp vừa triệt xóa hàng loạt vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh, đem lại yên bình cho người dân. Thống kê của công an tỉnh Đồng Tháp, vào khoảng tháng 3 năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Để khẩn trương điều tra làm rõ hàng loạt vụ trộm đột nhập xảy ra trên địa bàn, phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với công an các quận thành phố xác lập chuyên án đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản ngay trong mùa dịch. Nhóm đối tượng này thực hiện hành vi trộm cắp hết sức chuyên nghiệp là chúng là thực hiện manh động, liều lĩnh, sử dụng xe mô tô phân khối lớn, sử dụng là kìm cộng lực, kìm thủy lực để là cắt cửa là đột nhập vào lấy trộm tài sản của người dân. Mỗi nhóm là có từ 2 đến 4 đối tượng chia nhau đi nhiều nơi ở trong và ngoài tỉnh để thực hiện hành vi lấy trộm tài sản của người dân. Đúng như dự đoán, vào khi ngày 5 tháng 6, lực lượng tuần tra phát hiện nhóm đối tượng đang đột nhập vào nhà dân tại đường Điện Biên Phủ thuộc phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh. Khi các đối tượng vận chuyển các sắt ra chuẩn bị tẩu thoát, phát hiện lực lượng chức năng cả nhóm bỏ chạy đến đường dẫn cầu Cao Lãnh, thì bốn đối tượng bị tổ công tác bắt giữ cùng tăng vật và phương tiện gây án. Tiếp tục đấu tranh, ban chuyên án bắt thêm 6 đối tượng, thu giữ thêm nhiều công cụ gây án và tăng vật có liên quan. Điều tra khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 22 vụ trộm cắp tài sản trong và ngoài tỉnh. Cơ quan công an cũng là khuyến cáo bà con nhân dân khi mà chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta phải cắt cửa người để trông coi nhà cửa tài sản. Chúng ta phải lắp đặt camera giám sát để khi chúng ta đi ra khỏi nhà thì chúng ta có thể mở kiểm tra bà con là nên là khóa cửa bên trong bởi vì cái nhóm đối tượng này là chủ yếu là khóa cửa bên ngoài là các đối tượng đi ngang là nhìn thấy và sẽ thực hiện hành vi là cắt cửa đột nhập vào Việc khẩn trương điều tra bắt giữ 10 đối tượng chuyên trộm các sách ngay trong mùa dịch đã thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân. Thưa quý vị, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi được các lực lượng chức năng yêu cầu làm việc, thì người đàn ông đôi co thách thức cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu cho phần tin cập nhật cuối chương trình hôm nay. Theo đoạn clip được chia sẻ, người đàn ông này có biểu hiện say xỉn khi liên tục la lối, chỉ tay vào mặt, thậm chí là xoa đầu công an. Trước những hành động này của người đàn ông, dân mạng không khỏi ngán ngẩm vì những ma men trong thời điểm mọi người đang cùng nhau phòng chống dịch Covid-19 không qua được khu vực cách ly, người phụ nữ này liên tục la lối ôm sòm, trong khi anh dân quân cố giữ lấy yên sau xe đạp. Bị ngăn cản, người phụ nữ này sau đó còn kéo khẩu trang khỏi miệng, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ, rồi ngồi thụp xuống đất ăn giả. Giận với thái độ của người phụ nữ bao nhiêu, người ta lại thương cho lực lượng trực chốt bấy nhiêu, bởi họ đã làm việc dứt giả ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng những trường hợp như thế này càng khiến các anh thêm mệt mỏi, áp lực hơn. Được biết, sự việc diễn ra tại huyện Dạng Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại lúc 18 giờ 15 ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ, Phương Uyên, Tấn Nga, xin kính chào tạm biệt.